Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Từ tốt đến vĩ đại Good to Great. Tác giả Jim Collins. Năm 1994, Jim Collins ra mắt cuốn sách Xây dựng để trường tồn Build to Last sau rất nhiều năm nghiên cứu, cuốn sách chỉ ra các công ty vĩ đại thành công trong nhiều thập kỷ nhờ biết nhìn xa, trông rộng như thế nào. Từ tốt đến vĩ đại, Good to Great là tác phẩm tiếp theo trả lời câu hỏi mà xây dựng để trường tồn đã đặt ra, làm thế nào để vĩ đại ngay từ đầu. Tiến hành phân tích 28 công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực trong khoảng thời gian 30 năm, Jim và các cộng sự xem xét những công ty nào đã trải qua chặng đường có giá trị cổ phiếu từ trung bình hoặc dưới trung bình lên đến ít nhất là gấp 3 lần trên thị trường chứng khoán. Kết quả là một tập hợp bao gồm chiến lược, thói quen và thực hành sẽ có thể biến công ty từ tốt trở thành vĩ đại. Mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung chính của cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại. Nội dung thứ nhất, bài học từ loài nhím nếu hổ là chúa sơn lâm thì nhiếm chính là tay lì đòn nhất của khu rừng bạn không nghe lầm đâu chính là nhiếm đấy tại sao bởi vì nhiếm luôn có một chiến lược phòng thủ đơn giản và chắc chắn nhất trong mọi tình huống bị tấn công nhiếm luôn biết phải làm gì cũng tròn lại và trở thành một pháo đài có gai bất khả xâm phạm với lớp vỏ cứng như đá không thể phá vỡ nếu cáo và rắn là những loài đáo để thông minh và nghĩ ra hàng tá chiến lược khôn ngoan thì nhiếm luôn trung thành với một phản ứng duy nhất, và vì thế mà nó luôn chiến thắng. Các công ty đi từ tốt đến vĩ đại luôn sở hữu tuyệt chiêu phòng vệ này của nhiếm. Đó là chiến lược giúp họ phát triển xuyên suốt qua từng thời kỳ và cuối cùng sẽ vươn lên vị trí số một. Để tìm ra tuyệt chiêu của nhiếm, công ty của bạn phải trả lời ba câu hỏi. Một, chúng ta có thể trở thành người giỏi nhất thế giới ở điểm nào? Hai, Đam mê của chúng ta là gì? Ba, chúng ta nên tập trung vào chỉ số kinh tế nào? Nên nhớ đừng vội vàng, vì hầu hết các công ty từ tốt đến vĩ đại phải mất khoảng 4 năm để tìm ra điều đó, nên rất có thể công ty của bạn cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Hai ví dụ điển hình ở đây là hãng bán lẻ giày lớn nhất thế giới Zappos và chuỗi dược phẩm Walgreens. Zappos muốn tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho những người mua giày trực tuyến trong khi Walgreens muốn trở thành chuỗi dược phẩm tốt nhất, tiện lợi nhất với lợi nhuận cao nhất trong mỗi lần khách hàng ghé thăm. Nội dung thứ hai, chỉ áp dụng công nghệ mới khi nó thực sự giúp tăng tốc. Các công nghệ mới liên tục bao trùm chúng ta mỗi năm. Câu hỏi đặt ra là nó thực sự có lợi cho chúng ta bao nhiêu phần trăm? Nếu bạn đang muốn tạo ra một công nghệ mới, chỉ bằng mục đích làm người tiên phong hoặc vì sợ bị bỏ lại phía sau, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để gắn nó với sứ mệnh thực tế của mình. Walgreens đã giảm 40% giá cổ phiếu khi không tham gia vào sàn thương mại điện tử lúc đầu. Tuy nhiên, trong khi các đối thủ cạnh tranh vươn lên rồi lại nhanh chóng biến mất một năm sau đó, Walgreens đã cẩn thận vạch ra một chiến lược kinh doanh trực tuyến và sử dụng nó để thúc đẩy mục tiêu thực tế là trở thành chuỗi dược phẩm tốt nhất chẳng hạn như bằng cách cung cấp cho khách hàng các đơn thuốc trực tuyến nội dung thứ ba cải thiện sự thật xấu xí thay vì phủ đường lên nó lạc quan một cách thực tế là thói quen mà các công ty từ tốt đến vĩ đại chia sẻ họ không vùi đầu vào cát và phớt lờ những sự thật khó khăn họ cũng không chìm vào tuyệt vọng khi lợi nhuận của bạn quá ít hay chiến dịch tiếp thị mới nhất không thành công. Đơn giản là hãy chấp nhận nó và tiếp tục đối phó với nó. Khi P&G tham gia vào thị trường giấy tiêu dùng, tình hình có vẻ trở nên ảm đạm với những thương hiệu hàng đầu như Scott Paper và Kimberly Clark. Scott Paper chọn từ bỏ cuộc chiến trước khi nó bắt đầu và cố gắng phân nhánh sang thống trị những thị trường ngách mà P&G không đụng đến. Trong khi đó, Kimberly Clark chọn đối mặt với P&G vì họ biết các ông lớn đang sắp thua cuộc và đây chính là cơ hội để cạnh tranh. 20 năm sau, Kimberly Clark không chỉ sở hữu Scott Paper mà còn vượt qua P&G trên thị trường này. Khó khăn, trở ngại là điều ai cũng phải đối mặt, nên chúng ta rất cần sự tỉnh táo để không phủ đường lên những sự thật xấu xí, nhưng cũng không đánh mất niềm tin vào việc cải thiện nó. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách từ tốt đến vĩ đại cuốn sách mang đến một hệ tư tưởng cốt lõi và trường tồn theo thời gian mà những công ty vĩ đại và bình vững đã áp dụng dù bạn là người mới chập chững bước vào con đường khởi nghiệp hay vẫn đang là sinh viên cuốn sách này vẫn sẽ đem lại những bài học phát triển hữu ích cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng phonos hãy thường xuyên truy cập vào phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục nhé